Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một hình cờ tàng mà theo mình nghĩ thì sẽ có ứng dụng rất là lớn trong thực chiến, đó là xe chốt đấu với lại xe liên sĩ. Nhìn qua hình thế thì các bạn sẽ có suy nghĩ là bên đỏ sẽ dễ dàng chiến thắng do bên đen đã khuyết mất một sĩ, nhưng thật ra thì không như vậy. Tuy tốt đỏ đã áp sát cặn cung, nhưng mà tìm cách đưa tốt đỏ vào áp sát quân tướng là một điều không có dễ dàng, do đã có xe đen đầy tấn dữ. Nếu đối với hình thế là xe tốt đấu với xe liên sĩ như thế này, nhưng mà nếu tốt áp sát ở cung và xe đỏ tấn dữ thì chắc chắn là sẽ chiến thắng. Còn nếu mà tốt đỏ ở ngoài ở lộ 8 và xe cũng ở lộ 8 đây thì chắc chắn là sẽ là hòa. Còn trong trường hợp là xe và tốt cùng ở lộ 7 thì chúng ta biết cách đi mới chiến thắng được. Hôm nay mình xin trình bày cách giải hình dạng này để các bạn nếu trong thực chiến có gặp thì sẽ chiến thắng đối thủ một cách nhanh chóng. Xin kính mời các bạn cùng đón xem, và đừng quên cho mình một like và nhấn đăng ký để xem tiếp các video clip về cờ vàng của mình nữa nhé. Nếu bước đi đầu tiên mà bên đỏ có suy nghĩ là sẽ bình xe vào chiếu để nếu mà đang có chống sĩ thì sẽ bình chốt vào, và trong tình thế này thì chắc chắn bên đỏ chiến thắng. Nhưng mà đen tất nhiên không có dạy gì mà chống sĩ, lúc này sẽ bình xe vào đó ngay. Nếu bên đỏ có ăn xe thì tướng sẽ ăn lên, và ta thấy bên cờ như thế này thì tướng đã lên lầu 2 và tiếp tục sẽ lên lầu 3 thì một chốt ở đây không có thể nào mà thắng được. Do vậy cách đi đầu tiên mà bên đỏ bình xe vào chiếu là không có đúng. Còn hướng đi thứ hai mà bên đỏ có thể suy nghĩ đến, có nghĩa là làm lộ mặt tướng, có nghĩa là bằng cách là chống sĩ thêm đen chỉ cần là bình xe. Nếu mà có chống sĩ nữa để bước kế tiếp sẽ lộ mặt tướng và kéo qua đây để phá sĩ này thì cũng được, tại vì xe này sẽ bắn chiếu bắt buộc sĩ sạc tiền sau đẩy đó lại rút về thủ tiếp. Bên đỏ không thể nào mà đưa mặt tướng mà lộ ra được. Vậy đến đây bên đỏ phải đi như thế nào để giải quyết tình huống khó khăn này? Bước đầu tiên đúng đắn đó là bên đỏ hạ đường về. Đến đây ta sẽ xét thêm những trường hợp mà bên đen có thể đi. Trường thứ nhất đó là chống sĩ thì chắc là không được, tại vì chốt sẽ bình vào ngay, và như ta thấy thì bước kế tiếp sẽ tấn vào chiếu sát cục. Còn nếu như mà hạ sĩ về thì chốt sẽ ăn vào, và tướng ăn ra thì sẽ chiếu và ăn mất xe. Do vậy tất nhiên sĩ không thể chống trong trường hợp này được. Còn trường hợp thứ hai đó là bình tướng ra thì chốt sẽ bình chiếu, nếu tướng mà ăn lên thì sẽ bị chiếu và ăn mất xe, còn nếu như mà xe ăn qua thì sẽ bị xe tăng chiếu và sát cục. Do vậy ta thấy trong trường hợp đây thì bình đen đã bị bắt động cả sĩ cả tướng, vậy chỉ còn mỗi xe đi. Mà xe đi thì chắc chắn là phải bình theo đường ngang này thôi, chứ không có thể tăng lên được. Tăng lên thì chốt sẽ áp sát ngay. Bên đỏ sẽ tiếp tục chống tượng, đang lại bình xe, đỏ lại hạ sĩ, đang lại tiếp tục bình xe qua, đỏ lại chống sĩ. Nhìn nước đi hạ sĩ chống sĩ hạ tượng tướng gần như là nước dừng, nhưng mà thật ra là phục vụ cho một mưu đồ rất là hay của bên đỏ. Thì đây bên đang lại tiếp tục bình xe ra, đỏ lại chống tượng, đang lại bình vào. Đến đây thì đỏ đi một nước rất là hay, đó là xe 7 thứ hai. Như ta thấy bên đang không thể mà dùng xe ăn tượng được, tại vì nếu mà xe ăn tượng thì xe đỏ sẽ bình chiếu và chốt sẽ áp sát ngay. Đến đây ta thấy bên đen sẽ có hai đường hướng để đi. Đường thứ nhất đó là xe 7 bình 5, và hướng thứ hai là xe 7 bình 8. Ta xét trường hợp thứ nhất đó là xe 7 bình vào lộ 5, thì lúc này đỏ sẽ tiếp tục tưởng 3 thấu 1. Đến đây thì bên đen tất nhiên không thể tấn xe được, tấn xe thì chốt sẽ áp sát ngay. Còn nếu như mà bình tướng ra thì như mình đã phân tích cũng không được. Do vậy xe đen bắt buộc phải lại lệch ra. Đến đây thì nhận thấy các hình thế đã đúng ý đồ, này bên đỏ sẽ bình xe vào chiếu. Đến đây nếu mà đèn chống sĩ thì tất nhiên chống sẽ áp sát vào. Nếu tướng đen bình ra thì chống sẽ ăn sĩ, và như thấy đối với hình thế này thì đèn khó lòng chống đỡ được. Còn nếu như mà tướng không bình ra mà bình xe ra thì đỏ sẽ là hạ sĩ, và đối với lộ mặt tướng thì chắc chắn là bên đen cũng không thể chống đỡ được. Còn trường tình huống thứ hai, sau khi bị xe chiếu thì
tướng đàn bên ra, thì lúc này đó sẽ tiếp tục chiếu buộc tướng phải bình vào, sau đó thì lại bình tướng vào. Đối với hình thế này thì dục cũng giống như trước, bên đen sẽ thua cuộc rất là nhanh. Do vậy đến đây còn một cách nữa, đó là sẽ đen bình vào đấu. Đến đây thì đỏ rất là khôn ngoan, không vội ăn xe xuống mà đi một nước rất hay, đó là bình trúng vào. Đến đây thì ta thấy bên đen chỉ còn một nước buộc duy nhất, đó là ăn xuống xe đỏ, thì tượng sẽ ăn lên. Ta thấy tướng nó bị bất động, do vậy chỉ còn sĩ đi thì sĩ 6 sẽ bắn 5. Lúc này thì đỏ nhẹ nhàng ra tướng. Đến đây thì bên đen chỉ còn cách là đi sĩ. Cách thứ nhất đó là sĩ 5 bắn 6. Thì đỏ đến đây sẽ tướng bắn 1. Nếu mà bên đen bình tướng ra thì tất nhiên trống bình vào và bên đen sẽ thua ngay. Còn cách đi thứ hai là sĩ không bắn 6 mà sĩ bắn 4 thì tướng lại bắn 1. Sĩ lại hạ về, tướng lại bắn 1, sĩ lại chống lên, tượng lại bay lên, sĩ lại hạ về. Thì lúc này tướng sẽ bình vào. Và như thấy chỉ còn mũi đi nhất, đó là thứ 5 bình 6. Thì lúc này trống sẽ ăn vào sĩ và bên đen sẽ thua cuộc ngay. Như thấy từ hình cờ ban đầu tưởng chừng như vậy chiến thắng, nhưng mà phải qua 16 nước đi thì bên đỏ mới có thể mà chiến thắng được bên đen. Như mình nói lúc đầu, giả sử như xe và chấu ở lỗ 8 thì chắc chắn hình cờ này sẽ là hình cờ hòa. Bên đỏ khó có thể mà đưa chốt áp sát là cung, nhưng mà chốt đang ở lỗ 8. Hy vọng sau khi xem xong clip này, các bạn sẽ nắm được bí quyết để giải những hình tàng cơ bản như thế này khi gặp trong thực chiến. Để kết thúc clip thì mình xin đưa ra một hình cờ tàng mới để các bạn cùng bình luận. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để xem tiếp những hình cờ tàng hay và có ứng dụng rất là lớn trong thực chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.